Đó, xin chào tất cả các bác để đến với kênh audio bởi thì ngày hôm nay em sẽ lên sóng cho tất cả các bác một cái lô vang gọi là cái lô vàng cỏ này các bác này một dòng vang audio power uh, connection và cái mã cf một cái uh, cái dòng vang mà nó thật sự các bác là một cái một thiết kế khá là đẹp thì với một cái lô vang này em sẽ để cho tất cả các bác mức giá siêu siêu rẻ luôn thì uh, với cái dòng vang này thì tại sao nó lại có mức giá rẻ như vậy thì em sẽ báo luôn tình trạng cho tất cả các bác biết luôn để các bác hình dung và các bác có thể ví dụ như các bác nào yêu thích đặc biệt là những bác thợ mà đang thích cái cái dòng vang này hoặc là bác khách nào đang muốn trải nghiệm những cái dòng vang của cái dòng Audio Power hay là CAF thì IV liên hệ luôn cho em nhé thì em sẽ báo giá luôn xong rồi em sẽ báo tình trạng của cái dòng vang này cho tất cả các bác luôn thì À, em sẽ bán với mức giá là 1 triệu 2 đồng luật 1 triệu 2 hết một một con là các bác nhé Ví dụ như các bác mua từ 5 con trở lên Ví dụ như bác bác thợ là mua từ 5 con trở lên em sẽ để cho tất cả các bác mức, mức giá ưu đãi hơn thì với cái dòng vang này thì hiện tại mọi chức năng đều bình thường đó và đều xử lý, xử lý hoạt động rất là bình thường nghe nhà hát karaoke okay, rất ok luôn à, cái mức tại sao nó có mức cái giá nhỉ như vậy thì hiện tại cái dòng vang này này em lại không tìm được cái phần mềm của nó đấy nếu như bác nào có phần mềm thì bác mua về cắm vào xe đáp thì quá ok luôn Đấy, rất là ok nó mã nhá thì dòng vang này nó cho cái tiếng rất là hay thì dòng van này hiện tại nó lại có kết hợp sẵn cả cổng quang trên đây nữa luôn các bác nhá nó kết hợp cả cổng quang ở trên đây nữa luôn Đấy, nên là rất là thoải mái các bác về các bác cắm và các bác chơi cả cổng quang luôn à, và cái mọi chức năng thì đều đủ echo river các thứ đều rất là ok luôn à, hiện tại em bán thì có một triệu hai cho một con nếu như bác thợ nào quan tâm hoặc bác nào đã có phần mềm à, ví dụ như mà có thể được thì cho em xin phần mềm hoặc nếu như không thì bác thì mua về tự set up, tự trải nghiệm, tự khám phá cái dòng vang này. Đây các bác này, nhìn màn hình nó rất là mới nhá. À, màn hình nó rất là mới. À, với cái những cái dòng vang này hát hò mọi thứ đều rất là ok luôn. À, bác thợ bác thợ nào mà muốn khám phá, muốn chinh phục cái dòng vang này thì liên hệ luôn cho em nhá. À, số lượng không em cũng chỉ có được khoảng 2 4 6 7 14 15 con vang. À, 15 con bác nào đấy số lượng lớn, nó số lượng nhiều thì em sẽ để mức giá mềm mại hơn. À, bác nào quan tâm liên hệ luôn cho em theo số điện thoại ở phía dưới màn hình các bác nhé À, với dòng vang này thiết kế rất là đẹp đây là các bác này, à, Với dòng vang cực kỳ là nhỏ gọn luôn nhé, nó giống như cái đời của dòng Theta K vậy đấy, đấy Theta rồi Theta K năm trăm đồ này nọ các thứ, à, cái dòng vang rất là nhỏ gọn luôn, đấy, dòng vang rất là nhỏ gọn luôn. thì nếu như dòng vang này hiện tại nếu như ngày xưa mà bọn em bán những cái dòng Theta thì cái giá họ không hề rẻ đúng không ạ, thì trước bọn em đang bán cái dòng Theta nó đâu đó khoảng 3 triệu ba triệu hai triệu tám À, thì với riêng với cái dòng này không có phần mềm để cho tất cả các bác mức giá rẻ về để chơi cũng như là để trải nghiệm cái dòng vàng này ở đây các bác nhé. Đấy, bác nào quan tâm yêu thích thì liên hệ luôn nha. Một dòng vang của Audio Power thì khá là nổi tiếng rồi. Cũng giống như dòng CAF hay là cái mã uh, Connection. Đấy, bác nào thích dòng nào liên hệ đi em dòng đó thì những cái con này thì nó gần như là nó giống nó tương tương nhau thôi. À, cái chức năng, echo vật, mọi thứ đều đầy đủ các bác nhé. Nút nhấn mọi thứ, các bác nhìn cái màn hình nó rất là mới này. Đấy, nó còn siêu luôn các bác này. Đấy, nó còn siêu luôn này. Đấy, để bác siêu cho bác xem này. Đấy, mới chưa? Đấy, mới chưa ạ? Rất là đẹp luôn các bác nhá. Bác nào yêu thích liên hệ sớm với những bảy các anh nhá. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều nếu bác thấy video hay và ý nghĩa trong siêu một like. Một đăng ký kênh để có nhận động lực ra những cái dòng sản phẩm tiếp theo phục vụ tất cả bác giá siêu rẻ luôn các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ. À?